Thì kính chào các em, thì chúng ta sẽ đến với tiết học toán hôm nay. Đó là bài hoạt động trải nghiệm tiết 2. Thì đến với phần thực hành, thì ở bài tập 3 này chúng ta sẽ làm bài tập đó là chúng em đi tàu. Thì bây giờ thầy sẽ đọc qua cái yêu cầu của bài. Thì giáo viên sẽ treo 4 cái đồng hồ lên bảng lớp và giáo viên sẽ ghi số lên mặt bàn để biểu thị số ghế. Đọc tên giờ khởi hành và một học sinh sẽ thực hiện việc soát vé. Lưu ý, các em xếp hàng theo các chuyến tàu, ngồi đúng số ghế được ghi trên vé. Rồi cả lớp cùng nhau hát bài Em đi chơi thuyền. Thì khi hát xong thì đến tại bến thì chúng mình sẽ lên bờ. Và khi đi chơi du thuyền trên sông thì các em chú ý điều gì ha? Khi chúng ta đi du thuyền trên sông, chúng ta đi đến gần khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ thấy một cái tòa nhà như trên hình thầy đã chiếu lên màn hình. Thì đây là cái tòa nhà chúng ta nhìn ở ngoài nó rất là cao và chúng ta có thể đoán xem là chúng ta có thể dùng cái từ có thể, chắc chắn hay là không thể để chúng ta điền vào dấu ba chấm ở dưới cái câu nói đó là tòa nhà này chấm 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 là tòa nhà cao nhất Việt Nam ha. Thì chúng ta có thể dùng từ có thể, chắc chắn hoặc không thể. Thì em cùng nhau nhìn lên màn hình, thầy sẽ điền cụm từ chắc chắn vào chấm. Thì tòa nhà này chắc chắn là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Vì sao nó cao nhất Việt Nam? Các em cùng nhau nghe thầy giới thiệu về tòa nhà này một chút xíu ha. Thì tòa nhà này là tòa nhà Landmark 81. Landmark có nghĩa là cái tên của tòa nhà và 81 có nghĩa là tòa nhà này gồm có 81 tầng và tòa nhà này là tòa nhà cao nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tòa nhà này được tọa lạc ở khu vực quận 2 thành phố Hồ Chí Minh của mình ha. Thì khi mà bạn nào có dịp đến đây thì chúng ta có thể trải nghiệm mà đi lên tòa nhà này ha. Chúng ta cùng nhau đến với hoạt động thực tế, đó là em làm phóng viên. Thì em hãy phỏng vấn người thân, bạn bè, rồi hoàn thành vào biểu đồ. Thì mỗi một cái mặt cười là sẽ thay cho một người. Có ví dụ một cái bảng. Thì chúng ta sẽ phỏng vấn người thân mình đi. Tại vì bây giờ là mình đang ở nhà, cho nên mình sẽ phỏng vấn người thân. Ví dụ như một người thích đi tàu trên sông hoặc là không thích đi tàu trên sông. Nếu như ví dụ như là ba mình thích đi tàu trên sông thì mình sẽ cho một cái mặt cười vào cái dòng thích. Cho một cái mặt cười vào dòng không thích. Thì ví dụ ở đây đã phỏng vấn được ba người, có hai người là thích đi tàu nè và một người là không thích đi tàu trên sông ha. Chúng ta về nhà chúng ta thực hành với những người thân trong gia đình mình ha. Chúng ta hạn chế đi ra ngoài gặp bạn bè để chúng ta giữ sức khỏe cho bản thân mình để phòng chống dịch Covid-19. Chúng ta thực hiện khẩu hiệu 5K ha, hạn chế ra đường ha, tiếp xúc với mọi người. Chúng ta quan sát biểu đồ trang 130 và hãy tìm. Thì biểu đồ ở đây chúng ta có thể nhìn vào trong sách cũng được hoặc là trên màn hình cũng được. Thì chúng ta hãy tìm tỉnh phố mình đang sinh sống ha. Ở nhà các em có thể tìm và chỉ cho ba mẹ xem. Thì tỉnh thành phố mình đang sống là thành phố Hồ Chí Minh ha. Thầy nói cụ thể hơn đó là huyện Củ Chi thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Một số tỉnh thành phố khác mà em biết thì em cũng phải nói cho người thân, kể cho người thân mình nghe một số tỉnh thành phố mình biết. Và thầy cũng có giới thiệu thêm một số tỉnh như là tỉnh Đồng Nai nè, tỉnh Long An, tỉnh Bình Dương, tỉnh Tây Ninh, số tỉnh lân cận với thành phố Hồ Chí Minh mình và một vài cảnh đẹp ở địa phương đó. Thì ví dụ như ở Bình Dương thì có một cái cảnh đẹp rất là lớn, một cái khu du lịch rất là lớn, đó là khu du lịch Đại Nam ha. Rồi tỉnh Đồng Nai thì mình cũng có một cái khu du lịch rất là đẹp, đó là du lịch Thác Giang Điền ha. Thì mình biết những cái cảnh đẹp nào thêm thì mình có thể kể cho người thân mình nghe ha.
Chúng ta vừa xem xong một cái đoạn video clip ghi lại một rất nhiều những cảnh đẹp của Việt Nam chúng mình ha. Chúng ta thấy được là cảnh đẹp của đất nước mình rất là hùng vĩ và rất là rộng lớn ha. Và khi chúng ta có dịp du lịch thực tế thì chúng ta sẽ biết được là nó hùng vĩ như thế nào. Và khi đi du lịch thì chúng ta cũng nhớ thực hiện khẩu hiệu 5K để phòng chống COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Thì tiết học đến đây là kết thúc, các em về nhà tiếp tục phỏng vấn người thân để hoàn thành vào biểu đồ và chuẩn bị bài tiếp theo. Thầy xin chào cả lớp.